Hỏi tao mà được à? Cần thế. Đấy mẹ. Thấy tao à? Gọi cho tao rồi, tao bảo là lúc này em khắc em chở cả cây của em lên khắc. Sau một hồi vật lộn kéo cây cóc từ dưới ao lên. Đây là một cây cóc rất là to nhé. Tí đổ người. Đây cái rễ nó ăn ở trên cái nền bê tông là rễ nó không dài, nó cứ xoắn lại. Ra muộn một chút thế là anh em nó xúc nó múc đất nó gạt luôn xuống ao. Nên là hơi vất vả. Giờ tí nữa mình sẽ lấy cưa mình cắt phần này. Đang băn khoăn không biết làm kiểu gì. Đây, cái rễ nó gập lần bê tông rồi nó bẻ ngoặt lên. Dễ sống không? Dễ sống, nhưng mà cái gỗ của nó mềm chỉ một tí mà nó. Đây cắm cành lên mà lấy cành phát cắm đất. Nên cái tòa nhà cắt mẹ được cái chỗ này này. Đây này, làm hai ốc này. Dùi giời, một hốc của đang. Đây cái cóc họ đưa về đến nhà. Cái khá là khủng. Có bộ gốc rất là to. Cây này đã cho trái rồi nhé. Cóc thì có những cây cho trái và có những cây thậm chí là không có trái các bạn nhé. Cũng như sung. Có những cây thì có, những cây không. Mình sẽ dâm tạm ra chỗ này. Giờ không có chậu thì quay tạm mấy viên gạch. Các bạn cũng như cây khác thôi. Các bạn cũng phải lên cắt hết những cái rễ dập đi. Cắt sạch sẽ, gọt sạch sẽ những cái rễ dập đi và bôi keo liền sẹo, hoặc là không có các bạn có thể quét xi măng vào những cái đầu rễ cắt ấy, đầu cành. Bởi vì là mình phải làm như vậy vì là dù cây dù rễ sống ở đâu, khỏe ở đâu, nhưng nếu đã bị bệnh thối là sẽ chết. Bệnh và gây thối sẽ chết.
Cho nên là chúng ta phải làm vệ sinh sạch sẽ các vết thương của nó. Thì cho dù ta đánh nó không không được dùng bầu nữa, đánh cắt trơ trụi dễ nữa thì cái khả năng sống của nó rất cao. Đấy các bạn, là cắt sạch sẽ dễ bôi và các bạn dâm bằng cát nhé. Các bạn có cát sạch dâm. Tất cả các cây mình đều làm vậy thôi. Dâm bằng cát. Và để có nếu mà chỗ mà nó có nhiều lắng thì các bạn phải căng che lắng cho nó, hoặc là quấn rẻ chung quanh nó, quấn rẻ rơm rạ chung quanh thân nó cho nó tránh mất nước, cho nó mát. Đây mình được một cái tay phóng đây, một cái tay phóng. Sau này sẽ lùi lùi một cái ngọn ở đây. Khi mình làm phôi thì mình thấy chỗ nào không hợp lý mình sẽ điều chỉnh sau, có thể về dáng thế tay cành, chỗ nào không cần thiết mà mình thì mình có thể điều chỉnh. Bây giờ là trước mắt thì cứ dâm cho nó sống đã, tạo cái sơ bộ của nó. Rồi nha, mình kết thúc video đây, chào các bác.